sau nhiều năm nghiên cứu và kiểm nghiệm, Thận An Tiền Liệt Tuyến đã ra đời. Là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa hoạt chất cao uric, cao tổng hợp từ cỏ mần trầu, cỏ chanh, dành dành và keo dậu. Kết hợp với chiết xuất anh đào châu Phi, cao mã đề, cao rau má, cao dâu ngô. Đem lại hiệu quả vượt trội trong hỗ trợ giảm các triệu chứng tiểu nhiều lần, tiểu bí, đồng thời có khả năng ức chế tăng sinh khối u, giảm viêm, làm giãn cơ trơn tuyến tiền liệt và cổ bàng quang, giúp loại bỏ tình trạng tắc nghẽn niệu đạo. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thận An Tiền Liệt Tuyến có thành phần chính hoạt chất cao uric, giúp giảm u xơ, phì đại tiền liệt tuyến lành tính. Sản phẩm này dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu buốt, tiểu khó, tiểu dắt, tiểu ngất quãng không hết, người bị u xơ, phì đại tuyến tiền liệt lành tính trước và sau phẫu thuật.